ra đó mày. Cả ekip đã bắt đầu từ 6 giờ sáng để mà set up cho cái cảnh mà đập hồ cá. Thì con cá này tên là Huyết Long, và con cá này có một màu đỏ cực kỳ đẹp luôn và rất là mắc. Khi đó thì nhà sản xuất nói là tao chỉ có một lần cho mày quay thôi. Đó là một áp lực cho tất cả mọi người trong ekip, một cái tinh thần đó là mình chỉ quay được một shot duy nhất. Đó là một trong những cảnh mình cảm thấy là sợ. Khi mà bảo anh quăng cái gạt tàn vào hồ cá, đó là kiến thật của hồ cá thật, phải bò trường ở dưới đất như nè để ôm con cá và dãy dãy cùng con cá. Diễn xong rồi thì mới phát hiện là có bách cắt, nhưng nó cũng may mắn tổ nghiệp thương là nó chỉ bị chày mỏng thôi, nó đóng mài mỏng mà chứ không có ra máu, cũng rất là mừng. Không thể nào mình biết được là khi mà cái kiến nó nứt ra hột lụ xong rồi con cá nó sẽ trôi về đâu, mình không thể đoán trước được. Bảo anh rất tập trung mà bảo anh quăng cái gạt tàn vô trong cái vị trí của hồ cá cực kỳ đẹp luôn. Khi mà cá trồi ra thì nó trôi sát ra cái phía background luôn. Thế là hả, anh camera bất chấp luôn những cái hột lụ kiến mà nó văng ra, rồi nước lên láng khắp sàn đó, anh ta bước vô trong đó, anh ta chẩm lên những cái miếng hột lụ đó để mà anh ta có thể quay được con cá. Thì nói chung là cái anh vớt cá, anh vớt lên á, nó vẫn còn an toàn và nó vẫn mạnh khỏe. 3, 2, 1, diễn. Thất bại và cô đơn. Mình đã thất bại. Hãy đón xem siêu phẩm phòng vé 7 ngọt ngào phát sóng độc quyền và duy nhất trên Vion vào tháng 4 năm 2022.